hy sinh vì con. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về bà Shisha Abu Dao ở Ai Cập cải trang thành nam giới để tìm việc nuôi con suốt 43 năm. Ở nhà với mẹ ngoan nha con. Bà sẽ về sớm với hai mẹ con. Cô lại ra đưa ta, có chuyện rồi. Chú Maris gặp nạn ở công trình. Cô ra đấy ngay đi. Tại sao anh lỡ bỏ mẹ con em mà đi chứ? Nè, cô có sao hay không? Đừng làm chúng tôi sợ. Chị hãy còn yếu lắm. Chú ý nghỉ ngơi và tránh xúc động mạnh nha. Trời ơi, khổ thân cháu của tôi. Tại sao lại chọn ngày hôm nay để chào đời chứ? Rồi mẹ con nó biết sống như thế nào đây? Con gái à, con phải can trường, mạnh mẽ lên chứ. Nếu không bé Ada Khan biết phải làm sao bây giờ? Mẹ đây, mẹ thương, mẹ thương mà. Hả? Trời ơi, con bé sốt cao như thế này, sao không đưa nó đi bệnh viện đi? Để vậy sao mà được? Sao con còn đứng đó nữa? Mau đi thu dọn đồ đạc đưa con bé đi đi chứ. Nhưng con... Thôi thôi thôi, chuyện đó tính sao đi. Bây giờ quan trọng vẫn là sức khỏe của con bé. Tôi xin ông mà, hãy để cho tôi thay chồng của tôi được tiếp tục làm việc ở đây đi mà. Bây giờ con gái của tôi đang nằm ở viện, tôi rất cần tiền. Xin ông hãy thương tình cho. Tôi biết chứ, nhưng mong cô hãy hiểu cho. Bây giờ tôi nhận cô vào làm thì sẽ rất phiền toái. Công việc làm ăn của tôi khó mà yên ổn được. Ai đời lại đi nhận một người phụ nữ làm thợ xây cơ chứ. Cô cầm tạm ít tiền mà lo cho cháu. Tôi chỉ có thể giúp cô được từng này. Mong cô nhận cho. Sao rồi hả con? Bác sĩ đang hối nộp viện phí kìa. Nếu không họ từ chối chữa trị bây giờ. Vì con là phụ nữ nên không chỗ nào dám nhận con vào làm hết mẹ à. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Con sẽ cải trang thành đàn ông để đi xin việc. Hả? Con à, con bỏ ngay cái ý nghĩ điên rồ đó đi. Vì tiền mà con định chối bỏ thân phận ba mẹ ban cho. Vì tiền mà con biến thành kẻ dối trá, ngay cả giới tính của mình sao? Ba mẹ không chấp nhận chuyện đó đâu. Rồi còn nhà chồng của con, nếu họ biết thì sẽ ra sao đây? Nhưng một người phụ nữ đi xin việc rất khó khăn. Đã vậy, con còn không biết đọc, không biết viết, nên đó là cách duy nhất để con có thể kiếm được tiền mà. Rồi mọi người nhìn vào sẽ đánh giá và gọi con bằng cái gì hả? Rồi còn nhà chồng của con, nếu họ biết thì sẽ ra sao đây? Đó là danh dự của cả hai gia đình đó, Lara à. Nhưng những đánh giá, định kiến ấy không thể nuôi con của con. Con không đành lòng nhìn thấy con của con đói khổ được, gào khóc, trong khi không ai giúp đỡ được gì. Bây giờ không có tiền, sức khỏe con sẽ ra sao đây? Nếu như con vẫn kiên quyết thành đàn ông như vậy thì coi như ba mẹ không có đứa con này. Hai mươi năm sau. Không làm được thì nghỉ đi. Đàn ông đàn an gì mà chậm chạp vậy?
Nè anh em, hôm nay cuối tháng rồi, đi giao lưu tí đi. Ừ được đấy, vẫn cho cũ nha. Ông anh dạo này phong độ hơi bị kém đấy nha. Thôi đi giao lưu với anh em tí đi. Làm cùng bao nhiêu lâu mà chưa có dịp ngồi với nhau. Hôm nay nhà anh lại có công việc rồi. Thôi hẹn chú hôm khác. Anh em mình thì thiếu gì dịp hen. Ôi trời ơi, nhiều lúc em không biết anh có phải đàn ông không nữa. Nói năng thì nhỏ nhẹ, bia bọt thì cứ thờ ơ như không. Chú thì thôi đi đi, không anh em chờ kìa. Con gái, có chuyện gì không vui à? Nói cho mẹ nghe nào. Từ bao giờ mẹ quan tâm tới cảm giác của con vậy? Con nói cái gì lạ vậy? Mẹ chỉ có một mình con, không quan tâm con thì quan tâm ai? Nếu như mẹ thật sự quan tâm tới con, thì mẹ hãy trở về là mẹ đi. Con không muốn khó xử mỗi khi ai đó hỏi đó là mẹ hay ba của mày. Mẹ có hiểu cảm giác đó hay không? Mẹ con thật không hiểu tại sao mẹ phải cải trang thành đàn ông làm gì. Nếu mẹ làm vậy vì nghĩ con cần có ba bên cạnh thì mẹ làm rồi. Điều con cần chỉ là một gia đình và một người mẹ bình thường thôi à. Nè, tình hình sao rồi con? Từ bây giờ nhà con phải sống đời sống thực vật rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, con biết phải làm sao đây mẹ. Sao con lại khổ thế này? Đừng bi quan như vậy. Còn nước còn tát mà. Còn có mẹ ở đây mà. Sao về muộn thế con? Lại tăng ca à? Dạo này ở cơ quan ít việc nên con tranh thủ làm thêm bên ngoài. Được đồng nào hay đồng đó. Lại sắp tới hạn đóng viện phí rồi. Con cũng chưa biết xoay sở thế nào nữa. Mẹ xin lỗi. Tại mẹ vô dụng, không giúp gì được cho các con. Con về rồi sao? Mẹ đi đâu đó mà mẹ lại cắt tóc ngắn đó à? Tại sao mẹ lại không hiểu sao dạo này tóc mẹ rụng nhiều quá nên mẹ cắt ngắn đi thôi mà. Mẹ chỉ có tầng này à, con cầm lấy lo thuốc thang cho nhà của con đi, rồi từ từ mẹ sẽ gom thêm. Chúng con không lo được cho mẹ thì thôi, ai lại lấy của mẹ như thế này? Mẹ còn lo được mà, cứ cầm lấy đi. Các bác thợ ơi, nghỉ tay ăn bánh uống nước đi nè. Mẹ, sao mẹ lại... Cô nhầm rồi. Tôi làm sao có thể là mẹ của cô được. Hả? Chuyện này là sao? À, hóa ra bảy giả nam để vào đây làm sao? Vậy mà bấy lâu nay chúng ta không hay biết. Thật đáng khâm phục. Tại sao bảy có thể có sức mạnh phi thường như vậy chứ? Mẹ à, vậy là bao nhiêu năm nay mẹ giả nam không phải vì muốn con có ba, mà để mẹ được kiếm tiền lo cho con. Con đã không hiểu, con trách nhầm mẹ. Đến tận bây giờ, lẽ ra được tận hưởng tuổi già bên con cháu và là một người mẹ, người bà thật thụ, thì mẹ lại một lần nữa giả danh một người đàn ông để làm việc. Con thật tội, phải không mẹ? Cái con bé ngốc này, vì con, mẹ sẽ chấp nhận hết. Dù là phải đánh đổi cả tính mạng, mẹ cũng chấp nhận. Cảm ơn bà đã giúp tôi hiểu rằng trái tim của người mẹ, dù giàu hay nghèo, dù tài giỏi hay mù chữ, hóa ra cũng như nhau, đầy yêu thương con cái. Làm theo lời thầy.
Dân, hôm nay đi theo thầy, con hãy nhớ quan sát thật kỹ để mà học hỏi các kinh nghiệm khám bệnh nha. Dạ, con nhớ là thầy dặn rồi ạ. Con mới theo thầy học, may mắn lắm mới được thầy chỉ dạy tận tình. Con có tố chất, chỉ cần chăm chỉ, chịu khó, ta tin con sẽ sớm thành tài. Thôi, đến nhà người bệnh rồi, chúng ta đi vào trong thôi. Dạ, chào thầy ạ. Vợ chồng nhà cháu mong thầy mãi. Sao, dạo này chị thấy trong người như thế nào? Dạ thưa thầy, nhà cháu thấy khó chịu, bứt rứt trong người, miệng thì đắng ngắt, họng thì đỏ rát, thực sự là rất khổ sở ạ. Sao lại thế được? Lần trước khám tình trạng của chị đã khá hơn rồi mà. Mạch đập nhanh quá, khí hỏa đang lấn át hết cả. Thế nào, mấy ngày qua chị nhà có uống đúng những thuốc nam an thai mà tôi đã đưa không? Dạ thưa thầy, có chứ ạ. Mỗi ngày nhà cháu đều sắc thuốc 2 lần, đúng như thầy ghi ạ. Thế còn ăn uống thì sao? Có kiêng những thức ăn, hoa quả, trái cây có tính hỏa mạnh không? Dạ thưa, rõ là nhà cháu chả ăn thứ gì nóng cả đâu ạ. Chắc chắn là có ăn mới ra nông nỗi này. Tôi thấy lo ngại quá, đã dặn như vậy mà anh chỉ nhất nhất không nghe theo. Giờ động huyết động thai, phần bụng dưới rồi sẽ đau, tổn thương thai khí, mạnh có thể dẫn tới tử vong. Dạ, đúng là vợ con không... Điều trị bệnh mà không nghe theo lời thầy Lan thì rất khó. Thôi để tôi nói luôn, cách đây 2 canh giờ, chị nhà có ăn nhãn đúng không? Thầy, nhưng sao thầy lại biết ạ? Cái mạch của chị nhà nói lên tất cả. Dạ, thầy đúng là thần y, chứ không phải thường, chỉ bắt mạch mà biết được người bệnh mới ăn gì nữa. Thế à, có đúng như vậy không? Dạ thưa... Dạ, lỗi là tại con thầy ạ. Mấy nay tự dưng trong người háo đồ ngọt quá, đến đêm nằm mơ cũng mơ thấy mình được ăn nhãn, tỉnh dậy thèm quá, không cưỡng được, nên con đã giục chồng đi mua. Lỗi là tại con. Thôi, để lần này tôi lấy thêm cho ít thuốc lá an thai, hàng tính. Nhưng nhớ từ sau không được ăn nữa, thể trạng chị yếu, có khi hỏng cái thai ân hận cả đời đó. Dạ thưa, nhất định là chúng con sẽ ghi nhớ lời dặn này, tuyệt đối tuân thủ theo những lời dặn của thầy ạ. Cha cha, thầy giỏi quá, con thật ngưỡng mộ thầy. Tại sao bắt mạch mà thầy lại có thể biết được người ta vừa ăn gì, khiến cho cả người nhà bệnh nhân và bệnh nhân phải tâm phục khẩu phục như thế ạ? Con không biết đó thôi, nhiều lúc người nhà bệnh nhân cố tình giấu giếm, nên ta phải dựa vào quan sát để mà đưa ra phán đoán cho họ tâm phục khẩu phục đấy. Nghĩa là sao ạ? Thì lúc mới bước vào nhà, ta đã để ý thấy có vài hạt nhãn lăn dưới gầm giường, lại có cả vỏ còn rất tươi nữa, thậm chí ở dưới chiếu cũng có. Mùa này nhãn trái vụ nên rất hiếm và đắt, khá giả mới mua được. Và người chồng lại là người rất chiều và thương vợ, nên chắc chắn sẽ chiều theo vợ mà mua cho. Cha cha, những phán đoán của thầy thật là chuẩn xác làm sao. Khi đi khám bệnh, ngoài kiến thức chuyên môn, chúng ta cũng cần có sự quan sát tinh tế ngoại cảnh, thì thoảng nó cũng có tác dụng nhất định nữa đấy. Cái này gọi là mẹo đấy con ạ. Dạ thưa vâng, con nhớ lời thầy rồi ạ. Mà thầy ơi, chiều nay con vẫn mang thuốc đến nhà anh Tư chứ ạ? Ừ. Thầy tôi có dặn đem thuốc đến cho anh, tất cả là 3 đồng. Ôi, may mà cậu đến đúng lúc. Thằng bé nhà tôi từ nhỏ bị gan, điều trị đã ổn định rồi, mà từ sáng giờ nó cứ ôm bụng kêu đau, không biết cháu bị sao nữa, tôi lo quá. Ấy, tôi chỉ là học trò của thầy, để tôi quá bộ về gọi thầy đến xem giúp cho nhà anh. Từ đây về nhà thầy Lan xa quá, thế thì muộn mất, mà cháu đang đau quá. Thầy giỏi thất, học trò cũng giỏi, cậu cứ vào thăm bệnh xem cháu bị làm sao, có thế nào sau này gọi thầy Lan cũng không muộn mà. Mình cứ vào bắt mạch xem sao, biết đâu lại áp dụng được mẹo của thầy ban sáng. Được, anh dẫn tôi vào thăm bệnh cho cháu đi. Hôm nay bé nhà anh bị thế này là còn may đấy. Bệnh sơ gan của bé trầm trọng như thế mà nhà anh chị dám cho ăn thịt gà à? Lâu nay cháu có ăn thịt gà đâu. Anh chị còn lại cãi nữa à? Bệnh sơ gan kỵ nhất thịt gà, anh chị có biết là sẽ bị tổn thương thực quản, lâu còn dẫn đến phở tĩnh mạch không? Tôi đâu có cho con ăn thức ăn ấy. Đúng ạ, mấy tháng nay đâu có ăn đâu. Tôi đã quan sát kỹ lắm rồi, chắc chắn là anh chị cho con ăn thịt gà, đừng có mà chối nữa. Chả phải đang treo cái chổi lông gà chình ình ra đây, lại còn bảo thủ không nhận nữa chứ. Bực mình cho anh chị quá, cho con ăn thịt gà như thế, khác nào anh chị đang giết con mình. Hả? Mình ơi, hắn ta bảo chúng ta giết con. Đây thì thịt gà này,
Thầy lang băm, chữa bệnh mà nói sằng nói xiên thế à? Ôi, ôi, đừng mà, ôi, đừng mà. Quái, sao giờ vẫn chưa thấy về nhỉ? Ôi trời ơi, dần, con làm sao thế? Con đi đưa thuốc, nhà anh Tư có đứa bé đang đau bệnh, cứ bảo con khám luôn cho, con thấy có dấu hiệu sơ gan. Rồi sao? Nhớ lời thầy dặn, quan sát kỹ xung quanh để đưa ra phán đoán, con thấy có treo một cái chổi lông gà, liền phán bệnh nặng thêm. Vì cho ăn thịt gà, bệnh sơ gan kỵ thịt gà còn gì. Thế mà họ không nghe, lại còn đánh con nữa. Hey, ôi trời ơi, thầy dặn con quan sát tinh tế. Mà con nhìn thế nào, cái cây chổi quét nhà của người ta lại đoán là cho ăn thịt gà chứ. Mai hôm nay, con bị đánh như vậy là nhẹ đấy. Lần sau mà như thế, có khi còn mất mạng đó, nghe không? Con chưa đủ kiến thức để khám bệnh, mà tự tiện khám là sai lầm lớn đầu tiên. Con biết không, khi khám cho thai phụ kia, thầy đã theo dõi tình trạng sức khỏe một thời gian rồi, hiểu được những thay đổi của cơ thể, chỉ có thể là do thức ăn, nên mới có thể đưa ra kết luận như thế để trấn áp sự quanh co của họ. Còn con chưa biết gì về tình trạng bệnh nhân, mà lại bắt chước mẹo của thầy một cách máy móc, đã xét đoán hồ đồ, khiến sai lầm chồng chất sai lầm. Nghề gì cũng phải cẩn trọng, nghề y của chúng ta càng phải cẩn trọng hơn. Vì nó liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người, không nên vì bất cứ lý do gì mà đưa ra những kết luận hồ đồ, con hiểu chưa? Con hiểu rồi ạ, từ sau con xin khắc cốt ghi tâm lời của thầy ạ. Chú chuột lười biếng. Sao hôm nay về muộn thế con? Ba chưa ngủ sao? Ừ, ba đợi con. Với lại đang đọc tới đoạn rất hay nên không thể dừng được. Ba còn chừa phần cơm cho con đó. Vào nhà thay đồ ăn cơm đi. Dạ thôi, con ăn rồi. Hôm nay con vừa đi chia tay một cậu đồng nghiệp trong công ty, để cậu ta chuẩn bị đi học nghiệp vụ nâng cao ở bên công ty mẹ bên Mỹ ba ạ. Ồ, vậy sao? Quả là một cơ hội tốt. Tốt gì đâu ba. Cái suất ấy lẽ ra cấp trên dành cho con từ chối không đi thì mới tới lượt cậu ấy đấy chứ. Sao con lại từ chối một cơ hội tốt để học hỏi như vậy? Với người khác thì có thể là tốt, nhưng với con thì cũng không phải là tốt nhất ba. Ba thử nghĩ xem, cái vị trí trưởng phòng của con đang được cấp trên tin tưởng, lại đang kiếm tiền tốt. Giờ mà đi, có thằng khác lên thay ngay, mà mình đi những 2 năm liền, lúc trở về, công ty đã có bao nhiêu là thay đổi rồi, chắc gì mình còn được như bây giờ. Con thấy hiện tại công việc của mình đang rất ổn, không còn gì đáng mơ ước hơn nữa. Nên cứ an nhàn mà hưởng thế này, cho nó thanh thản ba. Hơn nữa, để sang đấy, lại còn phải mất thêm nửa năm trau dồi tiếng Anh. Những khoản đó mình đều phải tự bỏ kinh phí, công ty chỉ hỗ trợ phần nào. Đấy, ba thấy không, nếu mà con quyết định đi, thì có mà chẳng thiệt đơn thiệt kép. Nhưng ba thấy, hy sinh một số thứ để đổi lại, mình trau dồi thêm rất nhiều kiến thức hữu ích, thì cũng đáng đấy chứ con. Ôi ba ơi, thời này không giống như thời của các ba ngày xưa nữa đâu. Suốt ngày trau dồi với nghiên cứu, thời bọn con bây giờ, cái gì cũng phải đặt kinh tế lên đầu tiên. Ba không biết đấy chứ, tuần trước đi họp lớp đại học, biết công việc với thu nhập hiện tại của con, lũ bạn tròn mắt, thèm nhỏ dãi đấy ạ. Nói chung là con cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình và không có nhu cầu thay đổi bất cứ điều gì nữa ạ. Ba thấy ạ. Con thật chẳng khác nào một con chuột đáng thương khi sa hũ gạo. Ba, sao ba lại nói như vậy ạ? À? Thì con cứ thử nghĩ xem ba nói có đúng hay không nha. Tìm mãi sao chẳng có gì ăn thế này? Cái nồi này mọi khi hay kho thịt lắm cơ mà, hôm nay chẳng có gì. Hoa mắt chóng mặt quá. Có người. Ít ơi. Ơi, lưu gạo. Nơi này vừa đầy gạo lại vừa quá an toàn, quá là thiên đường rồi. Ngon quá, thế này mới là sống chứ. Chà, đến giờ ăn rồi đây. Ăn
rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Không ngờ xấu mình sướng thế. Thôi chết, hết gạo rồi. Sao nhanh thế nhỉ? Đói quá. Phải ra khỏi đây, đi tìm lưu gạo khác thôi. Ôi, trơn quá. Làm sao thoát được khỏi đây bây giờ? Cứu tôi với. Tới đây thì con biết kết cuộc thế nào rồi chứ? Ba, con biết. Chắc chắn nó sẽ chết đói trong cái lưu gạo. Có phải ba đang sợ con cũng sẽ như con chuột kia? Cuộc sống tưởng chừng như đang rất bình yên, nhưng đừng vì thế mà ngủ quên trên nó. Mọi vật, mọi việc đều biến đổi không ngừng. Nếu ta chỉ biết ngồi một chỗ hưởng thụ những thứ có được trước mắt, mà không liên tục học hỏi, làm mới, vận động, thay đổi bản thân, thì sớm muộn gì ta cũng sẽ trở nên lạc hậu, trì trệ và bị đào thải. Ba hy vọng con sẽ sớm tỉnh ngộ, thay đổi suy nghĩ và biết mình phải làm gì. Ba, con cảm ơn ba đã cho con một bài học lớn. Con biết giờ mình phải làm gì. Con thay đổi cũng chưa muộn ba. Phải thế chứ con. Lọ hoa bị vỡ. Bác này, Milu, khá lắm. Thôi nào, Milu, thôi nào. Có chuyện gì thế? Ôi, Ruby. Đừng sợ, có chị đây rồi. Dũng, em làm gì vậy? Sao lại để con chó của em bắt nạt mèo của chị? Nó mà bị làm sao thì đừng có trách chị nhé. Ngoan, đừng sợ nhé, có chị đây rồi. Thôi, hai anh em mình chơi tiếp nhé. Chuẩn bị nha Milu, lần này khó hơn nhé. Gì thế nhỉ? Chết rồi, cái lọ hoa của mẹ. Dũng, có chuyện gì thế? Ôi, cái lọ hoa của mẹ. Mẹ, tại không phải tại con, là tại con Ruby đấy ạ. Con với Milu đang chơi bóng ngoài sân, con Ruby cứ lởn vởn trên bàn. Cái đuôi nó ngoe ngoải, rồi đẩy vào cái lọ hoa, rơi xuống vỡ tan. Thế là vỡ mất cái lọ hoa đẹp của mẹ rồi. Hôm nay phạt cho con Ruby nhịn đói. Tội nghiệp Ruby mà mẹ, chắc nó không cố ý đâu mà. Tội nghiệp cái gì? Cả con nữa ý, nằng nặc đòi nuôi nó thì phải để ý vào. May quá. Con mời ba mẹ ăn cơm ạ. Ăn đi con. Mẹ ơi, chị Dương đâu ạ? Hôm nay con Ruby làm vỡ lọ hoa, bị phạt nhịn bữa tối. Chị Dương nói dãy cũng chịu phạt cùng nó. Vậy ạ. Thôi nào Ruby, mày đói lắm phải không? Cố gắng chịu đựng đêm nay thôi, nhé. Hay là chị em mình xuống bếp ăn vụng cái gì đó cho đỡ đói nhỉ? Nhưng mà không được. Đã phạm lỗi thì phải biết nhận lỗi, biết chấp nhận hình phạt, không được trốn tránh, thế mới là em bé ngoan. Chị biết, em cũng chỉ vô ý thôi, phải không? Khổ thân chị Dương và Ruby quá, tại mình mà chị ấy bị như vậy. Chị ấy cũng thật dũng cảm, còn mình thì... Dương ơi, nghỉ chút đi. Mẹ làm món mì xào con thích này, còn Ruby thì có cơm cá nhé. Sao lại thế ạ? Con sẽ chịu phạt cùng Ruby mà. Thực ra không phải con Ruby làm vỡ lọ hoa, mà là em.
Em xin lỗi, em... Sao? Thì ra Ruby bị oan. Em xin lỗi, chị đừng giận em nhé. Chị Dương tha lỗi cho em lần này nhé. Dù sao thì em Dũng cũng đã biết hối lỗi và thành thực nhận khuyết điểm. Nhưng nhớ, lần sau đừng đổ tại cái đuôi con mèo nữa nhé. Con xin lỗi, con nhớ rồi ạ. Bí mật từ tô canh hẹ. Tôi không thể qua được. Đã đến lúc hai mẹ con ở lại. Mình giữ gìn nuôi con. Mình ơi, mình đừng đi. Đừng bỏ mẹ con tôi. Mình ơi. Ba ơi. Ba đừng đi. Ba. Mình ơi. Ba. Ba ơi. Ăn canh trước cho nóng đi con. Dạ. Lại là canh hẹ. Sao ngày nào mẹ cũng bắt con ăn canh hẹ vậy? Chỉ một bát nhỏ thôi mà. Con ráng húp một hơi là xong ngay thôi. Nhưng con không thích ăn canh hẹ. Từ ngày ba mất tới giờ, mẹ ngày nào cũng bắt con ăn. Con chán lắm rồi mẹ ạ. À. Mẹ vẫn nấu những canh khác cho con ăn nữa mà. Món này chỉ để ăn thêm thôi. Nhưng... Không nhưng gì cả. Con phải nghe lời mẹ. Sao muộn thế này mà con Chi vẫn chưa về? Chẳng biết có chuyện gì không? Con về rồi ạ. Sao về muộn thế con? Hôm nay cô giáo bắt ở lại ôn luyện thêm để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp mẹ ạ. Con mệt với đói quá. Thế à, để mẹ đi đun lại canh cho nóng nhé. Mẹ, lại canh hẹ hả mẹ? Hôm nay con có thể không ăn được không ạ? Sao thế con? Con không muốn ăn. Hôm nay con mệt, nghĩ đến món canh đó thôi là con đã thấy ngán rồi. Không được, mệt thì càng phải ăn. Mẹ đun nhanh thôi. Con đã nói là không muốn ăn mà. Sao ngày nào mẹ cũng bắt con ăn món canh chán ngắt đó thế? Mẹ, bao nhiêu năm qua con đã cố chịu đựng làm theo ý mẹ. Nhưng giờ con lớn rồi, con nghĩ con cũng có quyền ăn những thứ con thích. Xin mẹ đừng ép con. Ơ kìa, Chi. Mẹ ơi. Hả? Mẹ đi đâu rồi nhỉ? Không biết có gì ăn không nhỉ? Hộp gì thế này? Hình như mình chưa thấy nó bao giờ. Một cuốn sổ. Sổ gì thế nhỉ? Công dụng thần kỳ của rau hẹ. Ăn hẹ mỗi ngày để đề phòng ung thư phổi. Mình ơi, mình đừng đi. Ba ơi. Ba đừng đi. Ba. Ăn canh trước cho nóng đi con. Con đã nói là không muốn ăn mà. Sao ngày nào mẹ cũng bắt con ăn món canh chán ngắt đó thế? Ơ kìa, Chi. Hóa ra đây là lý do mà bấy lâu nay mẹ bắt mình ăn canh hẹ. Mẹ sợ mình giống ba mắc căn bệnh ung thư phổi quái ác đó. Chi ơi, con dậy chưa? Hôm nay mẹ đi mua đồ nấu canh chua mà con thích này. Không có hẹ nữa đâu. Mẹ, con xin lỗi. Mẹ cứ nấu canh hẹ đi ạ. À. Con bé này sao thế? Con đã đọc bài báo mẹ cất trong hộp sắt rồi. Mẹ chỉ sợ con giống ba con. Sợ mất con thôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.